Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề rất thú vị và quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta, đó là tác dụng của protein đối với bệnh mạch vành. Protein là một cái chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể chúng ta cần để duy trì và phát triển. Nhưng bạn có biết rằng protein còn có những tác dụng đặc biệt đối với sức khỏe tim mạch không? Đúng vậy, protein không chỉ giúp cơ bắp săn chắc mà còn là người bạn tốt của trái tim nữa đấy. Hãy cùng khám phá chi tiết hơn về cách protein có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch của chúng ta. Nói một cách dễ hiểu, protein không trực tiếp chữa bệnh động mạch vành. Tuy nhiên, nó đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ và hỗ trợ sức khỏe tổng thể, từ đó giúp cải thiện tình trạng bệnh. Một chế độ ăn giàu protein có thể giúp giảm cholesterol xấu, LDL, hạn chế nguy cơ xơ vừa động mạch. Điều này rất quan trọng vì cholesterol xấu là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh động mạch vành. Đầu tiên, protein giúp kiểm soát huyết áp, một yếu tố nguy cơ chính gây bệnh động mạch vành. Huyết áp cao có thể làm tổn thương các mạch máu và dẫn đến các vấn đề tim mạch nghiêm trọng. Một chế độ ăn giàu protein có thể giúp giảm cholesterol xấu LDL, hạn chế nguy cơ xơ vừa động mạch. Lợi ích tiếp theo, protein giúp duy trì và phát triển cơ bắp, giúp bạn khỏe hơn, tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ đốt cháy calo. Điều này góp phần giảm nguy cơ béo phì, một yếu tố quan trọng khác gây ra bệnh động mạch vành. Béo phì không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn là một yếu tố nguy cơ lớn đối với sức khỏe tim mạch. Hơn nữa, protein cung cấp các axit amin thiết yếu hỗ trợ chức năng tim và sức khỏe tổng thể. Các axit amin này là những khối xây dựng cơ bản của cơ thể giúp duy trì các chức năng sinh học quan trọng. Nhưng hãy nhớ, protein không phải là thuốc chữa bệnh động mạch vành. Nó nên là một phần trong kế hoạch điều trị toàn diện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Điều này có nghĩa là bạn cần phải kết hợp protein với các biện pháp điều trị khác như thuốc để tập thể dục và thay đổi lối sống. Điều quan trọng là xác định lượng protein phù hợp với tình trạng sức khỏe và mức độ hoạt động của bạn. Mỗi người có nhu cầu protein khác nhau, vì vậy hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng nhé. Họ sẽ giúp bạn xác định lượng protein cần thiết và cách bổ sung protein một cách hiệu quả. Ngoài ra, hãy đa dạng hóa nguồn protein của bạn, bao gồm thịt, cá, trứng, sữa, đậu nành, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt. Đa dạng hóa nguồn protein không chỉ giúp bạn có một chế độ ăn uống phong phú, mà còn đảm bảo bạn nhận được đầy đủ các dưỡng chất cần thiết. Đừng quên kết hợp protein với một chế độ ăn uống cân bằng, giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ. Một chế độ ăn uống cân bằng sẽ giúp cơ thể bạn hoạt động tốt hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Và luôn theo dõi các yếu tố nguy cơ khác như huyết áp, cholesterol và lượng đường trong máu. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát tốt hơn tình trạng sức khỏe của mình và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Tóm lại, protein sẽ không chữa khỏi bệnh động mạch vành, nhưng nó có thể hỗ trợ điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn. Bằng cách bổ sung đủ protein và tuân theo lời khuyên của bác sĩ, bạn có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và sống một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn bổ sung đủ protein và tuân theo lời khuyên của bác sĩ nhé. Đừng quên rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất của chúng ta. Chúc mọi người luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Hãy chăm sóc sức khỏe của mình và đừng ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia y tế khi cần thiết.